Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiếp chủ đề mới, đó là chơi thân thiện với bạn bè. Ở đây chúng ta có một bức tranh trước tô màu và ba bức tranh thì là những cái tình huống. Các bạn hãy cùng xem là những tình huống này là những tình huống nào nhé. Tình huống thứ nhất là hai bạn nhỏ làm gì nhỉ? Đang cùng nhau chơi đồ chơi đúng không nào? Tình huống thứ hai là hai bạn chia sẻ đồ ăn cho nhau đấy. Và tình huống thứ ba là hai bạn tranh những đồ chơi. Vậy các bạn xem là trong ba bức tranh này, bức tranh nào bạn nhỏ đã biết thân thiện chơi với các bạn nhỉ? Bức tranh 1 và bức tranh 2 đúng không nào? Còn bức tranh 3 này dành đồ chơi thì tất nhiên là chưa tốt đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ thực hiện phần gạch chéo với lại bức tranh chưa thực hiện được cái việc thân thiện với bạn bè nhé. Gạch chéo nhá. Rồi, khi chơi thân thiện với bạn bè thì sẽ vui hơn và được các bạn bè quý mến đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tô màu hai bạn nhỏ này nha. Mình tô tóc trước nhá, tô tóc màu đen này. Cái hướng bạn gái mình tông màu đỏ nhé. Cô nhớ các bạn nam mình tô màu xanh da trời. Tiếp theo giày thì mình cũng có màu đen luôn nha. Rồi, và những cái hình ảnh đúng ấy, thì chúng ta sẽ nối với lại bức tranh người bạn thân mình nha. Vậy là mình đã hoàn thiện xong phần bài tập ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và xem video của mình nhé. Tạm biệt các bạn.